Vì không có hệ thống xử lý nước thải tập trung nên hàng chục năm qua, những doanh nghiệp sản xuất ở cụm công nghiệp làng nghề tỉnh Đắk Lắk đã xả thải trực tiếp nước thải ra môi trường, gây ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm, hàng nghìn hộ dân. Chục năm qua, hàng trăm hộ dân sống gần cụm công nghiệp làng nghề tỉnh Đắk Lắk phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bởi nước thải và khí thải phát tán ra môi trường. Người dân đã nhiều lần viết đơn kiến nghị gửi chính quyền các cấp, phản ánh trong các cuộc tiếp xúc cử tri, nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được cải thiện. Ghi nhận tại tuyến kênh chìm gần cụm công nghiệp làng nghề tỉnh Đắk Lắk cho thấy nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Nói chung là cái việc ô nhiễm môi trường của cụm công nghiệp làng nghề Đắk Lắk này thì nó rất là nặng nề. Nó thứ nhất là nó thở ra là một cái chất thở không qua xử lý. Thứ hai là đốt khí rất là hôi thối, gây bốc mùi và ảnh hưởng nhân dân ở đây rất là nhiều. Và nhất là trẻ nhỏ thì nói chung là ngạt mũi, sổ mũi, đau. Và cái mùi này thì chắc là sống không nổi, khu dân cư ở đây nó thật sự là sống không nổi. Và đã kiến nghị và nhiều cấp trên nhiều lần tiếp xúc cử tri, nói chung là rất là nhiều. Nhưng mà chưa thấy cấp trên giải quyết cho nhân dân. Cụm công nghiệp làng nghề tỉnh Đắk Lắk hiện có 16 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng không có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nhiều doanh nghiệp ở đây sản xuất các mặt hàng có mức độ gây ô nhiễm cao như nhựa, bao bì, giấy. Theo thông tin từ Sở Công Thương, việc đầu tư hạ tầng ban đầu ở cụm công nghiệp làng nghề tỉnh Đắk Lắk chưa đồng bộ và chưa được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Do đó, hạ tầng bảo vệ môi trường của cụm công nghiệp và các doanh nghiệp đang hoạt động ở đây không đảm bảo theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Theo chính quyền địa phương, thì rất nhiều sự cố môi trường đã từng xảy ra tại cụm công nghiệp làng nghề tỉnh Đắk Lắk vì không có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nhiều doanh nghiệp đã lén lút xả thải ra hệ thống kênh chìm phía sau cụm công nghiệp để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở các cụm công nghiệp. Sở Công Thương kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi có cụm công nghiệp tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường và việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp. Khi mà đến mùa hè, mùa mà nước còn thành nhôm cát là cái nguồn nước nó ảnh hưởng tới cái khu các xã phía đông bắc của thành phố Công Nghệ đó, là gây là cháy, có cháy hàng loạt, gây ô nhiễm nguồn nước của người dân đó, nên là người dân rất là bức xúc trong việc này.